chào các bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn biết mức lương bên Nhật của mình một tháng là 60 triệu. Đây, sau đây là công việc của mình ban ngày, mình sẽ làm cho các bạn thấy. Đó, các bạn thấy chưa, công việc ban ngày của mình là mình kiếm được 30 triệu rồi, còn 30 triệu còn lại là bữa tối là vào nhà người Nhật là đi ăn trộm. No, no, no.